Ông Lê Quang Ninh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, nhập ngũ từ năm 1983 tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Khi đó, những lúc rảnh rỗi, ông thường tìm kiếm những mảnh đá tấn mải để tặng cho cán bộ và bạn bè. Xuất ngũ vào năm 1987, ông tiếp tục duy trì đam mê, tạo ra những sản phẩm mới mẻ, có giá trị, mang tính đặc sắc của dân tộc bằng cách điêu khắc lên những tấm than đá. Để làm ra được những tác phẩm đẹp từ than đá, câu tuyển chọn khá quan trọng. Theo ông, những hòn than được chọn phải là những hòn than già, không bị đứt vỡ. Đầu tiên mình phải chọn những cái hòn than mà nó theo ý của mình, nó không thể tuyệt đối được. Nhưng có nghĩa là nó tối đa ở cái chất lượng than già, không có xít, không bị nứt, gãy. Nhưng mà nó không được hoàn hảo đâu, về mình còn phải cộng vào những cái kỹ thuật riêng của mình. Người ta cũng có thể nhìn thấy xít nhưng mà nó chỉ là mờ thôi. Chấp nhận là than nguyên khai chứ không phải là than đúc. Sau nhiều lần đúc kết kinh nghiệm trong lúc chế tác, ông Ninh đã tạo ra được những tác phẩm chống cổ trên than đá rất tỉ mỉ, sinh động, với hoa văn và họa tiết tinh xảo. Công đoạn khó khăn nhất vẫn là điêu khắc trên mặt than đá. Nếu như vẽ bằng bút thì còn có thể tẩy, sửa được, nhưng khi dao khắc đã đặt xuống là không thể tẩy xóa được nữa. Mình làm phải là tập trung, chứ tránh những cái trường hợp là vừa làm vừa nói chuyện các thứ lung tung, nó lệch dao đi phát là coi như hỏng cả một cái tác phẩm của mình. Trên bề mặt trống, người nghệ nhân phải khắc vẽ hàng trăm chi tiết như thần mặt trời với 14 tia ánh sáng ở giữa tâm, hai vòng chim hạc bay trên trời và hình những con thú ở dưới đất. Có nghĩa là khi hoàn chỉnh ra cái này tôi làm mất khoảng 2 ngày. Riêng cái khắc vẽ này mất 1 ngày. Riêng cái khắc vẽ cái này còn tất cả các thứ, nói chung 2 ngày là mình làm đấy, chứ không phải là vừa làm vừa chơi đâu. Từ những sản phẩm đầu tiên ra đời từ năm 2009, đến nay, ông Ninh hàng năm đều sản xuất ra hàng trăm sản phẩm theo đơn đặt hàng để biếu tặng hoặc xuất ra nước ngoài. Lâu nay, điều mà người nghệ nhân này luôn trăn trở là việc thời gian đang khiến sức khỏe của ông ngày càng yếu đi và giảm năng suất công việc. Và dù rất muốn chuyển nghề cho người nào đó thực sự đam mê, khéo tay và tâm huyết với nghề, nhưng đến giờ, ông Ninh vẫn chưa tìm được chuyển nhân bước tiếp trên con đường sáng tạo ra những sản phẩm nghệ thuật từ than đá.